Bảy bộ phận của đàn ông càng to thì càng giàu có, phúc đức đầy nhà, chị em biết được, cưới vồ lấy ngay. 1. Người đàn ông có đôi tai to. Trong cái thuyết tướng số thì đôi tai to và dày được xem như là cái biểu hiện của cái sự phú quý và thịnh vượng của chủ nhân. Người sở hữu đôi tai này thì trời sinh thông minh và tài ba hơn người. Lúc nhỏ thì học hành giỏi giang xuất chúng, lớn lên thì công thành danh toại, sự nghiệp càng về hậu vận thì càng được vững chắc hơn. Bước sang tuổi trung niên, những người này sẽ kiếm được một số tiền khổng lồ, giàu hơn chúng số. Cuộc sống của bản thân họ cũng không khỏi khiến cho người khác phải khâm phục và kính nể. 2. Người có mũi to và cánh mũi dày. Các chuyên gia tướng số cho rằng, đàn ông mà có mũi to, bản tính thường là những người phóng khoáng, có tài ăn nói, nên rất được lòng những người xung quanh. Không quá khi mà nói đây là cái kiểu người khôn ngoan, có tầm nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt cái thời cơ để đạt được cái mục tiêu của bản thân. Đàn ông có mũi to, có số ăn trên ngồi trước thiên hạ, vừa có tiền lại vừa có địa vị, có quyền uy. Đối với những người mà bạn đời của mình ấy, thì những người này sẽ hết lòng yêu thương và chung thủy. Mũi là một cái đặc điểm quan trọng trên khuôn mặt. Người đàn ông mà có mũi to thì thường sống phóng khoáng, thoải mái, giao tiếp tốt, nên là có nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp. Những người này thì nhạy bén, biết nắm bắt lấy cái cơ hội và dễ đạt được cái thành công trong cái sự nghiệp. Họ sẽ sớm nắm những cái chức vị cao, có tiền, có quyền và có cả địa vị, khiến cho cả họ được nhờ. Ngoài ra thì người đàn ông mũi to thì biết cách quan tâm đến người khác, sống chính trực, công bằng. Chính vì thế mà họ luôn được mọi người yêu quý và sùng bái. Thứ ba là chàng trai sở hữu cái bàn tay to. Đàn ông sở hữu cái đôi bàn tay to thường là những người phúc đức rất là lớn. Trong cuộc sống thì luôn được sự che chở của quý nhân và được hậu thuẫn từ gia đình, từ bạn bè. Dù có gặp khó khăn hay là sóng gió gì đi chăng nữa thì họ biết cách vượt qua và lấy đó làm cái động lực để cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Hơn nữa, đây là tướng người đàn ông dũng cảm, có bản lĩnh, là chỗ dựa vững chắc cho vợ, cho con. Phụ nữ nào mà lấy được người đàn ông có tướng đôi bàn tay to này thì sẽ được sống trong yên ấm, không phải lo nghĩ cái điều gì về tiền bạc cũng như là về hạnh phúc gia đình. Thứ tư, người đàn ông có cung ngực to. Theo nhân tướng học, một cái khuôn ngực to ấy, rộng, vững chãi và vạm vỡ là cái nét tướng biểu hiện cho kiểu đàn ông có số làm quan, giàu sang phú quý. Những người này thì trời sinh có bản tính là liều lĩnh, tham vọng và chỉ cần siêng năng chăm chỉ và có chí tiến thủ một chút thì sớm muộn gì cũng công thành danh toại. Cuộc sống của họ sẽ có phần nhỉnh hơn đại đa số những người khác. Nhưng trong cái mọi hoàn cảnh thì họ vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Thứ năm, người đàn ông có mông to, căng, tròn. Đàn ông có mông to, căng, tròn được xếp vào một trong những cái nét tướng cực hiếm, biểu hiện cho người đàn ông cực kỳ trung thủy trong tình yêu. Phần lớn đàn ông có tướng này, một khi mà đem lòng yêu thương cô gái nào thì nhất mực hết lòng hết dạ. Dù có 100.000 cô gái khác tốt hơn ở trước mặt thì cũng không xao xuyến hay là bị động lòng. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì nam mệnh cũng cần phải giữ vững cái lập trường, không để cho kẻ thứ ba có cơ hội phá hoại cái hạnh phúc gia đình nhà mình. Người này thì có nguồn cái tài lộc cực kỳ lớn, cực kỳ dồi dào, tiền tiêu hết lại có, thậm chí lại còn kiếm được nhiều hơn. Đây là những người có đầu óc tính toán nhạy bén, dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. Thứ sáu, chàng trai có đôi chân to. Đàn ông sở hữu cái đôi chân to, vững vàng, thông thường thì có được cái sự nghiệp rất là tốt, có uy quyền và khả năng lãnh đạo. Đây là tuýp đàn ông của công việc, song cũng là người chồng, người cha rất là tốt. Đối với chuyện gia đình thì những người này không bao giờ tính toán hay là so đo, chi li với vợ. Họ luôn vui vẻ và hết lòng san sẻ chuyện nhà cửa, con cái với vợ. Bởi hơn ai hết, đàn ông có tướng chân to hiểu cái tầm quan trọng của việc chia sẻ cái trách nhiệm trong cái chuyện hôn nhân. Thưa quý vị, theo đúc kết của nhân tướng học thì đàn ông sở hữu 6 cái bộ phận có kích thước to trên đây thường là những người có số mệnh tốt, bản tính lương thiện, hiền hòa, giỏi giang, đa tài, lại là cái kiểu mày râu ấm áp và tháo vát mà mọi cô nàng đều mơ ước. Phụ nữ mà lấy được kiểu đàn ông này thì nhất định sẽ có cuộc sống phục sung túc suốt đời. Tuy nhiên, dù sao thì chúng ta nên lấy những cái đặc điểm trên để tham khảo về cái cách nhìn người của cổ nhân. Còn cái việc giàu sang hạnh phúc hay không ấy, còn phụ thuộc nhiều vào cái số mệnh và cái sự cố gắng của mỗi người
trong cái công cuộc xây dựng cái hạnh phúc cuộc đời của mình. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái nét tướng thứ bảy, đó là người đàn ông có cằm tròn đầy đặn. Cằm tròn to nhưng mà cân đối, hài hòa với cái khuôn mặt là một nét tướng phú quý, hay còn gọi là quý tướng. Người sở hữu cái đặc điểm này thường rất chỉ bao dung, có lòng vị tha nên dễ dàng giành được cái tình cảm của người thân, của bạn bè, đồng nghiệp. Cấp trên thì cũng tin tưởng. Ở cái độ tuổi trung niên thì chắc chắn họ sẽ có chỗ đứng, có địa vị cao trong xã hội. Ít nhất thì cũng phải trở thành lãnh đạo của cả trăm nhân viên. Và càng tới những năm về sau thì sự nghiệp lại càng thăng hoa và phát triển. Nếu mà mạnh dạn dám khai phá những cái mới và vượt qua khỏi cái giới hạn của bản thân thì nhất định các bạn sẽ có được cái cuộc sống là hạnh phúc và viên mãn hơn nữa. Quý vị thân mến, tử vi học có nói bên cạnh con giáp thì cái ngày sinh tháng đẻ, nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến cái vận mệnh của mỗi đời người. Ngoài bàn chân bàn tay thì một số bộ phận khác trên cơ thể cũng đoán định được cái cuộc sống tương lai xứ khổ ra sao. Nhiều chị em luôn tự ti vì sở hữu một thân hình mũm mĩm đầy đặn, sợ không đẹp. Họ thường thích dáng người chuẩn, thon gọn trong nhân tướng học. Thì có một số bộ phận càng đầy đặn thì cái cuộc đời sẽ càng được phúc lộc, may mắn, giàu sang. Ai sở hữu được thì cuộc sống tương lai không những hạnh phúc, giàu có mà còn bình an, êm ấm tràn đầy. Phụ nữ nào mà được sở hữu thì được coi như là cái phúc đức trời ban. Có thể xác định cái cuộc sống từ nay giờ về sau sẽ giàu sang hơn người. Không những vượng phu ích tử mà còn có thể giúp cho gia đạo được hưng thịnh. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi 9 nét tướng của phụ nữ vượng phu ích tử. 1. Phụ nữ có gương mặt tròn, phúc hậu. Thưa quý vị, trong nhân tướng học, những người phụ nữ mà sở hữu những cái gương mặt tròn trịa, đầy đặn thường là được sinh ra với cuộc sống may mắn và đầy đủ. Họ có tính cách hiền lành, tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác và dĩ hòa vi quý. Nhìn chung, cuộc sống của những người này thì thường gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đặc biệt là trong cuộc sống gia đình thì họ biết chăm sóc và luôn lo lắng cho một cách chu toàn. Những người phụ nữ mà sở hữu cái tướng này thì không chỉ giúp cho gia đạo được hưng vượng, phát tài mà còn giúp chồng gây dựng được cái sự nghiệp vững chắc, ổn định và vẻ vang. Đây được xem là cái gương mặt phúc thần, hậu vận chỉ việc hưởng cái cuộc sống an nhàn và hưởng phước. Con cháu thì không phải lo sầu muộn, không phải lo toan, càng lớn càng có tuổi thì lại càng trở nên giàu có. Bên cạnh đó, nếu mà có cặp má căng tròn hồng hào thì đây là những người vừa có số mệnh tốt, lại có cuộc sống hạnh phúc. Phần má của người phụ nữ đó là gì? Là tài khố. Nơi này thì có cung điền trạch và cái cung tài. Cho nên quý cô nào mà có cặp má đầy đặn là có quý nhân giúp đỡ, được chồng yêu thương hết mực suốt cuộc đời. Thứ hai, cô nàng có đôi mông căng tròn đầy đặn. Thưa quý vị, dân gian vẫn truyền miệng, người phụ nữ sở hữu cái mông căng đầy đặn thường là những người có khả năng sinh sản tốt và là những người có thể vun đắp tốt cho cái mối quan hệ vợ chồng. Trên thực tế, thì trong nhân tướng học có nói rằng những người phụ nữ mà sở hữu mông căng tròn đầy đặn là những người phúc tướng trời ban. Những người này thì thường tài giỏi, thông minh, họ có tính cách mạnh mẽ và có khả năng đứng đằng sau để tạo nên cái sự thành công của chồng. Khi bước vào giai đoạn trung vận thì những người sở hữu cái phúc tướng này không những tạo ra cái sự giàu có cho bản thân mình mà còn biết quản lý tài chính cho nhà chồng, gây dựng cho gia đạo, gia đình được hưng thịnh. Đặc biệt, người xưa cho rằng mông không đầy đặn thì sẽ không tốt cho cái cuộc sống hôn nhân. Vì vậy, ai mà may mắn sở hữu cái đặc điểm này thì phải trân trọng cái phúc tướng sẽ giúp cho cuộc đời bạn rất thăng hoa một cách bất ngờ. Thứ ba, phụ nữ có bắp chân nhiều thịt. Nhiều phụ nữ thích một sở hữu một cái đôi chân nuột nà, thon gọn. Nhưng trong nhân tướng học thì phụ nữ nào mà sở hữu cái bắp chân to và đầy thịt thì được xem là phúc tướng trời ban. Phụ nữ sở hữu cái đặc điểm này thì thường tài giỏi và có tài lãnh đạo trong cái công việc. Họ là những người phụ nữ có tính quyết đoán, không những có khả năng kiếm tiền giỏi mà còn bảo quản tài sản một cách để chu toàn. Đàn ông nào mà lấy được họ làm vợ thì được xem là phúc đức ba đời. Ngoài ra, phụ nữ mà sở hữu cái tướng chân này thì thường năng động trong cuộc sống, họ chịu thương chịu khó, biết lo lắng chăm sóc cho gia đình. Họ là quý nhân đưa đường dẫn lối, giúp gia đạo được hưng thịnh, thăng hoa. Cuộc sống hậu vận của những người này không phải lo lắng sầu muộn, càng lớn tuổi thì họ càng trở nên sung túc, sự nghiệp thì viên mãn đầy đủ mà đời sống tình cảm lại còn hạnh phúc viên mãn. 4. Chiếc cằm đầy đặn là may mắn.
Ở trong nhân tướng học thì chiếc cằm nó giống như là cái kho giữ tiền của người phụ nữ, càng đầy đặn lại càng lắm tiền tài. Bởi thế mà đàn ông nào lấy được vợ mà sở hữu cái nét tướng này thì chắc chắn sẽ sung sướng đủ đầy. Phụ nữ có chiếc cằm đầy đặn là cái dấu hiệu của sự vượng phu ích tử, vừa có đức lại vừa có tài. Nên là không những chăm lo tốt cho con cái, bố mẹ hai bên mà còn trợ giúp đắc lực cho chồng ở khía cạnh công việc. Nhờ có họ mà những ông chồng có được cái sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Đồng thời, những người phụ nữ này lại là những người vô cùng hiền lành và dễ dàng chung sống hòa hợp với mọi người xung quanh, được người thân, bạn bè, đồng nghiệp vô cùng là quý mến. Thứ năm, đầu mũi tròn đầy đặn là gặp có nhiều phúc đức. Ở trong nhân tướng học thì đầu mũi được xem là một trong năm ngũ quan nó thu hút cái tài vận của con người. Nhiều phụ nữ thích cái chiếc mũi cao, thon gọn, thanh mảnh, hay là thậm chí có những người đụng dao đụng kéo để thay đổi chúng. Trên thực tế, đầu mũi to, tròn và đầy đặn chính là một cái phúc tướng trời ban. Đa số những người phụ nữ mà có đặc điểm này thì đều rất giàu có. Mũi căng tròn, đầy đặn lại thì càng nhiều tiền. Bước vào cái giai đoạn trung niên thì những người này thì có cuộc sống đầy đủ, sung túc, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Bên cạnh đó, phụ nữ có mũi to cũng có nhiều cái phúc đức và được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Gia đình thì cũng luôn yên ấm, hạnh phúc, khiến cho ai cũng phải ghen tị. Thứ sáu, bàn tay đầy đặn là được nhiều phúc khí. Theo nhân tướng học, người có bàn tay đầy đặn, mềm mại, còn ấm nữa thì đích thị là những người có cuộc sống viên mãn và gia đình giàu sang phú quý. Bạn là tuýp người phụ nữ sống tình cảm, yêu ai thì yêu hết lòng hết dạ. Tình cảm của bạn cũng được đáp lại nhiều nên cuộc sống hôn nhân thì nhìn chung là rất viên mãn. Người này thì có gì tố chất ngoại giao, ăn nói khéo, dễ nghe và ra ngoài thì được nhiều người yêu quý. Các mối quan hệ xã hội của họ cũng vô cùng được mở rộng. Vì thế, họ thường hợp với những công việc kinh doanh, tiếp thị. Chỉ cần là họ muốn làm việc gì thì có thể thành công một cách mỹ mãn. Ngoài 35 tuổi thì phụ nữ tuổi này sẽ có xu hướng trở thành những nhà lãnh đạo lớn. Tiền bạc thì đầy nhà, cuộc sống hôn nhân thì vô cùng là hạnh phúc, viên mãn, con cái thì hiếu thuận và hậu vận tốt. Thứ bảy, khóe miệng anh đào, giọng nói nhẹ nhàng. Con gái có tướng miệng như thế này đa phần là những người rất xinh đẹp và sang trọng. Cái điểm đặc trưng của họ là miệng nhỏ như em bé, môi thì như là bôi son hồng hào và trơn mịn, răng thì giống như ngọc, đều và gì thẳng tăm tắp. Lúc cười thì cảm xúc của họ toát lên một cái khuôn mặt rất có tiềm năng trở thành quan to quyền quý. Nếu mà người này lại có giọng nói nhẹ nhàng thì đa phần đều dịu dàng, hiền lành và biết lắng nghe, nên họ sẽ dễ dàng chinh phục được trái tim của người đàn ông, trở thành tri kỷ của họ. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng những người phụ nữ mà sở hữu những cái đặc điểm này thì rất dễ dàng nhận được cái tấm chồng tốt. Chiều chuộng, yêu thương hết mực, giàu nứt đố đổ vách, thì nói chung cuộc sống của họ sau 30 tuổi sẽ vô cùng êm đềm và thuận lợi. Thứ 8, hông to, thuận lợi sinh con là tài vận tốt. Theo nhân tướng học, phụ nữ hông to có tài vận rất tốt. Đồng thời, quý cô nào mà sở hữu cái phần hông to, không những giàu có thể trợ giúp tốt cho nhà chồng về công việc kinh doanh buôn bán. Đây là nét tướng được dự báo người phụ nữ sẽ có cuộc sống sung túc, sống trong, nhung lụa cả đời. Hơn thế nữa, thực tế có rất nhiều quý ông coi trọng cái điều này và xem đó là cái tiêu chí vàng để chọn vợ. Người phụ nữ có hông to thì cũng được cho là những người có phúc tướng cho việc thuận lợi về sinh sản về sau, về việc nối dõi tông đường của nhà chồng. Thứ 9, đôi tai to là giàu sang phú quý. Thưa quý vị, tai to là cái dấu hiệu về cái tuổi thọ của một con người. Những quý cô mà sở hữu cái tai to thường là những người có tính cách bộc trực, thẳng thắn, rất ít khi gặp phải những chuyện rủi ro, không may mắn. Bên cạnh đó, bản mệnh còn là những người rất đa mưu túc trí, biết nhìn xa trông rộng. Làm việc gì thì cũng biết lên kế hoạch từ trước rồi mới tiến hành. Bên cạnh đó, họ lại là những người kiếm tiền giỏi và giỏi luôn trong cả việc giữ tiền. Người phụ nữ này thì thường có duyên kinh doanh. Nếu mà làm trong cơ quan nhà nước thì được định sẵn là người phải làm quan to, có tước, có quyền. Thế mới nói, không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu tai to là tướng làm quan. Đồng thời, nếu phụ nữ mà có đôi tai to, vành tai dày, mềm mại thì lại càng may mắn, hưởng hết phúc phần của thiên hạ. Hậu vận thì an nhàn, về nhà có con cháu phụng dưỡng, sống vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì. Quý vị thân mến,
Trong chương trình ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái bộ phận càng lớn thì càng giàu có, hậu phận cả đời, sung sướng giàu sang. Thông qua đó, có thể giúp chúng ta dự đoán phần nào về tính cách, về số phận hay là về tài lộc cuộc đời của một con người. Để quý vị có thể cân nhắc trong việc lựa chọn cái đối tượng trăm năm của mình, cũng như là gì, lựa chọn cái đối tác làm ăn, buôn bán kinh doanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.